100 năm là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình phát triển của dân tộc. Thì đến lúc đó thì bọn em cũng đều là những người trưởng thành, và em cũng hy vọng là lúc đó thì chúng em có thể đã làm được những cái nghề nghiệp mà chúng em mong ước, và tích lũy đủ kiến thức cũng như là kinh nghiệm từ trong những cái quá trình học tập và rèn luyện để có thể phát triển đất nước ngày một vững mạnh hơn. Vào năm 2045 thì em mong muốn rằng là em và các bạn sẽ có thể trở thành những người đủ tự tin, đủ trưởng thành, đủ chính kiến và có thể có đủ lòng yêu nước để đóng góp một phần công sức của mình và gánh vác một phần trách nhiệm của mình để phát triển đất nước. Và em tin rằng điều đấy chỉ có thể thực hiện được nếu như mà giáo dục có thể được cải thiện và chúng ta có thể có một nền giáo dục mà không chỉ là về lý thuyết mà còn về thực hành, về nhân cách, về đạo đức và về lối suy nghĩ. Và em tin rằng vào năm 2045 thì Việt Nam sẽ có một nền giáo dục trong mơ như thế. Kỳ vọng của em đối với đất nước chúng ta đó là người dân sẽ được sống trong một môi trường trong sạch. Để làm được những điều đó thì em kỳ vọng bản thân mình sẽ hết sức nỗ lực để trở thành một người có ảnh hưởng lớn trong ngành sản xuất và phát triển các xe đạp, xe ô tô, điện để cho mọi người có thể có các phương tiện trong sạch, bảo vệ cho giúp cho không khí luôn trong lành. Em mong muốn là trong tương lai Việt Nam sẽ coi trọng, càng ngày càng coi trọng cái việc giáo dục nhân tài hơn nữa, cũng như là có thể gọi là cung cấp nhiều cơ hội cho mỗi người được phát triển thế mạnh của bản thân. Tiếp theo là về những cái đổi mới sáng tạo thì em hy vọng là Việt Nam sẽ không chỉ gọi là giữ lại những cái giá trị truyền thống văn hóa mà sẽ gọi tiếp nhận và gọi là tiếp thu, hòa nhập nhưng không hòa tan những cái mới của thế giới, và cũng như là có thể tự sáng tạo ra những cái mới để mà thế giới có thể học hỏi. Đến năm 2045 thì mọi thứ sẽ diễn ra rất là nhanh, và với vai trò là một người đóng góp cho xã hội trong tương lai thì em tin rằng là em sẽ luôn cố gắng hết mình để Việt Nam có thể ngày càng trở nên vững mạnh cũng như là phát triển ở một tầm cao mới. Em cảm thấy rất là may mắn khi được sinh ra trong thời điểm mà đất nước được có cơ hội phát triển và cũng như là hội nhập với thế giới. Em có mong muốn rằng là trong tương lai thì đất nước ta có thể phát triển theo thiên hướng là có thể hội nhập với cả, nhưng mà không hòa tan với các nền văn hóa khác trên thế giới, và cũng như là đẩy mạnh được cái số hóa cũng như là chuyển đổi số như các thủ tục ở trong đất nước, giúp đẩy nhanh các quá trình rất là mất thời gian, như là kiểu đăng ký căn cước công dân này hay là những quá trình thanh toán thường rất là gặp rất nhiều khó khăn ở trong hiện tại. Khát vọng hùng cường 2045.